Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nếu như lãnh thổ nước Đức là chiến tuyến trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thì Biển Đông cũng có thể trở thành giới tuyến quân sự trong những thập kỷ tới. Xét về thực chất, đã xuất hiện một cuộc đối đầu không trực diện giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông. Các tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á, vốn đã tồn tại từ nhiều thập kỷ, nay càng nóng lên từ năm 2008 đến nay, nhất là sau khi Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi và sẵn sàng tiến hành chiến tranh để bảo vệ vùng chủ quyền mà nước này yêu sách. Những khẳng định này của Trung Quốc không gây ngạc nhiên cho cộng đồng quốc tế, bởi nó đi kèm với những việc làm của Trung Quốc và khuynh hướng sử dụng xung đột để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, thay vì các sáng kiến giải quyết xung đột. Nổi bật mới nhất là câu chuyện hơn 200 tàu Trung Quốc giàn ra ở Đá Ba Đầu, là tâm điểm của dư luận quốc tế suốt thời gian qua, gây căng thẳng ở Biển Đông. Sự việc lần này gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cũng như giới quan sát tình hình Biển Đông. Bộ trưởng Albert F. Del Rosario cũng thông báo, Philippines sẽ điều máy bay phản lực của không quân tới Đá Ba Đầu mỗi ngày để giám sát tàu cá Trung Quốc. Trong khi đó thì Việt Nam và dư luận quốc tế đã phản hồi và có những hành động như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Đá Ba Đầu tên Anh là Wilson Reef, Trung Quốc tự đặt là Ngưu Ách Tiêu, là dạng san hô lớn nhất trong số các đảo, bãi san hô trong cụm sinh tồn và có giá trị tiềm năng lớn. Theo Wikipedia, cụm sinh tồn có cả thầy 23 đảo, bãi san hô cồn cát, hiện Việt Nam đóng giữ, kiểm soát 4 đảo bãi là sinh tồn Đông, Cô Linh, Lendao, Trung Quốc chiếm đóng, kiểm soát trái phép 2 bãi Gạt Ma và Tư Nghĩa. Đặc điểm bãi Ba Đầu có hình dạng chữ V, diện tích khoảng 10 km2, theo phía Trung Quốc là hơn 11 km2, toàn bộ bãi lúc thường đều chìm dưới mặt nước, chỉ nổi lên khi chiều xuống. Hiện tại, Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép và lấp biển, xây dựng 7 bãi đá san hô thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, bao gồm Vành Khăn Su Bi, Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa. Trong đó bãi đá đầu tiên có diện tích lớn hơn, có đường băng sân bay. Vừa qua, chính phủ Philippines ra tuyên bố lực lượng cảnh sát biển nước này đã phát hiện khoảng 220 tàu đánh cá Trung Quốc tập kết gần bãi đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Những tàu này được Philippines phát hiện vào đầu tháng này, được cho là do lực lượng quân binh trên biển, dân quân vũ trang của Trung Quốc điều khiển, không hề đánh bắt cá vào thời điểm đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa lên tiếng phản đối về thông tin này theo trang tin Hồng Kông Đông Phương Đông Phan ngày đưa tin. Tuyên bố của Philippines nói bãi Ba Đầu mà họ tự nhận nằm ngay trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và Philippines có độc quyền phát triển hoặc bảo tồn mọi nguồn tài nguyên. Lực lượng đặc nhiệm biển Tây Philippines nhận được báo cáo từ lực lượng cảnh sát biển, có tới 220 tàu đánh cá Trung Quốc được cho là chở các dân binh trên biển, đã xếp hàng neo đậu tại bãi đá ngầm Ba Đầu. Vào thời điểm đó thời tiết rất tốt, nhưng các tàu cá không có hoạt động đánh bắt, ban đêm bật đèn sáng trưng. Lực lượng Philippines làm nhiệm vụ báo cáo sự việc do lo ngại có thể đánh bắt quá mức, gây nguy hại môi trường biển và nguy hiểm đến an toàn của Hoàng Hải, tuyên bố nói. Philippines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của đất nước. Trong tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines xác nhận, hiện tại đã có một tàu hải quân và tàu của lực lượng tuần duyên đang theo dõi sát nhóm tàu Trung Quốc. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường và lời kêu gọi Bắc Kinh rút tàu ngay lập tức, ông Lorenzana nhấn mạnh. Bộ trưởng Lorenzana cũng thông báo, Philippines sẽ điều máy bay phản lực của không quân tới Đá Ba Đầu mỗi ngày để giám sát tàu cá Trung Quốc, nhưng không tiết lộ chi tiết. Hãng tin do ra tiết lộ, đây là các máy bay chiến đấu hạng nhẹ và chúng sẽ bay qua hàng trăm tàu cá Trung Quốc. Philippines khẳng định nhóm tàu Trung Quốc hiện ở Đá Ba Đầu đã di chuyển ra một khu vực rộng lớn hơn. Bất chấp Philippines đã yêu cầu các tàu này rút lui, lực lượng phụ trách biển Tây Philippines, biển Đông của Philippines dẫn thông tin tình báo khẳng định 44 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở Đá Ba Đầu, trong khi khoảng 200 tàu khác cũng được cho đã di chuyển rộng ra những khu vực khác thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm cả gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc quân sự hóa phi pháp. Philippines cũng cho biết phát hiện 4 tàu hải quân của Trung Quốc ở gần các đảo nhân tạo trên. Do ra cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Bắc Kinh sau đó đã lập tức phản bác khi các nhà ngoại giao của Trung Quốc cho rằng các tàu neo trên đang trú ẩn vì biển động và không có dân quân trên tàu. Trong tuyên bố mới nhất, Philippines mô tả các tàu cá này xuất hiện tràn ngập và đầy đe dọa gần Đá Ba Đầu. Phía Philippines đã thể hiện quan ngại sâu sắc về sự hiện diện bất hợp pháp tràn lan này của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc, đồng thời cho biết các tàu cá Trung Quốc không chịu rút lui. Cả Philippines và cộng đồng quốc tế đều sẽ không bao giờ chấp nhận yêu sách của Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi trên gần như toàn bộ Biển Đông. Phía Philippines nhấn mạnh,
quốc gia này cũng kêu gọi Trung Quốc lập tức rút các con tàu trên về nước. Trước những diễn biến tình hình ở bãi đá Ba Đầu như vậy, chắc hẳn các bạn khán giả sẽ thắc mắc rằng, liệu Trung Quốc mang tàu cá ra đậu tại bãi đá Ba Đầu nhằm mục đích và âm mưu thâm độc gì? Chẳng lẽ tốn bao nhiêu công sức, tiền của chỉ ra để hóng gió chăng? Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc neo đậu nhiều tàu thuyền xung quanh đá Ba Đầu. Trên thực tế, giới quan sát đã nhận ra sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc xung quanh đá Ba Đầu vào tháng 5 năm nay. Song lần này các bức ảnh cho thấy, Trung Quốc không chỉ đơn thuần đi qua mà còn sử dụng đá Ba Đầu làm nơi neo đậu, tương tự như cách họ tập trung tàu thuyền tại các căn cứ xây dựng trái phép trên đá Subi, đá Vành Khăn. Chuyên gia Patong Bacon nói, mối lo ngại lớn nhất là Trung Quốc có thể đang bị chiếm đóng khu vực này để xây dựng một hòn đảo nhân tạo khác như những gì chúng ta đã từng chứng kiến trước đây. Theo ông Patong Bacon thông báo, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật mà nước này đã áp dụng với đá Vành Khăn vào những năm 1990. Đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng đường băng, cảng neo đậu và triển khai radar tại đây. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng, Trung Quốc nhiều khả năng không có ý định bồi đắp đá Ba Đầu trở thành một hòn đảo nhân tạo. Mục đích của Trung Quốc là kiểm soát vùng nước, đáy biển và không phận. Họ không thực sự cần đến tiền đồn thứ 8 để làm điều đó. Điều Bắc Kinh cần là chiếm ưu thế áp đảo về số lượng tàu thuyền trong khu vực. Vào năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo phán quyết của PCA, yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong đường chín đoạn là trái với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Trước những diễn biến tình hình căng thẳng tại đá Ba Đầu như vậy, thì các bạn khán giả có tò mò xem Việt Nam của chúng ta đã có những hành động gì để khắc phục, hay chỉ biết quan ngại và lo lắng? Các bạn thân mến, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên án hành vi của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, tàu cá Trung Quốc ở đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông Bắc được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ đó, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông Cốc, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Thu Hằng nhấn mạnh. Ngoài ra, cùng thời điểm mà Trung Quốc điều 200 tàu đóng tránh thời tiết xấu ở gần sông Tử Đông, thì Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn nhất Đông Nam Á, tại giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt gần bãi Tư Chính. Ngoài việc phục vụ việc phát triển kinh tế, Sao Vàng Đại Nguyệt còn đóng vai trò là một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Trước đó, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã hòa những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tuyếp bờ Nam Côn Sơn 2, đánh dấu về việc Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, mặc cho Trung Quốc nhiều lần phản đối. Cần biết rằng, vào những năm 1990, Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ đầu tư vốn, nhân lực và trang thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc và ngồi chờ tiền trên bãi Tư Chính. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất cứng rắn. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc từng hy vọng chiếm đóng trái phép bãi Tư Chính, nhưng họ chưa bao giờ làm được điều này, mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây, từ tiền đề đã có từ Tư Chính. Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án mỏ dầu cá voi xanh, rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong những ngày này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định chi hơn 4,8 nghìn tỷ đồng tương đương khoảng 210 triệu đô la Mỹ để kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo. Mục đích của việc kéo điện này nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của Côn Đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án phát điện trên đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt giá là lãng phí trên mặt ngoại giao. Chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và rút lui, mà sau đó là nỗ lực không ngừng để khẳng định chủ quyền. Các bạn nghĩ như thế nào về việc Trung Quốc đưa 200 tàu cá vào Biển Đông và hành động của Việt Nam lúc đó? Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Từ Châu sang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông. Nhiều phương tiện bị ngập,
tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích lũ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, Đài quan sát khí tượng Từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 9. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yulong, Khoa San District, Economic Development District, Post Alfre District và một số thị trấn, đường phố ở huyện Tông San và huyện Jingwang. Thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, Đài quan sát khí tượng Từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày 22 tháng 9, Từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị. Chẳng hạn như tháp chống đường hầm Bắc Sung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xiandan, đường chui Yulong Jinxin, đường hầm Chu Quang Linh, giao lộ Changpen Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Kuan Lun, khu phát triển đường sắt cao tốc South Station, đường ngầm Susan của quận Cảng cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn tàu điện ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo vào lúc 7 giờ 30 phút rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu nước dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Beru Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9 do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Makun và Liugu trên đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng nước ngập úng nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển quảng cáo bến xe, xe đạp đậu bên lề ngập chìm trong nước. Một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền đang bơi. Vào mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong dòng nước. Ở một đoạn cầu, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một thác nước. Theo báo cáo toàn diện, lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng, thủy văn có tổng số 8.826 trạm. 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9 có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực ở tỉnh Hà Bắc có lượng mưa lớn. Trong đó có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 180mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 84mm đến 156,2mm và vườn Tử Đinh Hương lớn nhất là 219mm. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường ở cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị ngập nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị ngập ở khu đô thị Thạch Gia Trang phải ngừng hoạt động. Trước chợ hải sản Đông Gao, nhiều ô tô bị ngâm trong nước lũ. Tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang, nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một thác nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước trên cầu chui vào cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu. Một số ô tô bị ngâm trong nước giữa đường, một số người dân đi xe đạp điện nước ngập ngang lưng. Rạng sáng ngày 23 tháng 9, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Dinh Sinh, Thạch Gia Trang bị sập xuống khiến nhiều ô tô bị đập trúng và hư hỏng nặng. Ngày 23 tháng 9, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước ngập lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, hàng năm đến mùa mưa, trời cứ mưa to là Thạch Gia Trang lại bị ngập lụt, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể còn lời nào để mô tả với nó. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn không được cải thiện. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy mà tôi chưa bao giờ thấy được nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi một trận mưa lớn đều bị ngập nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố đó là vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua. Từ đường ngõ phố ra bến xe buýt, nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân, sâu đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày 23 tháng 9, mực nước vẫn cao như vậy. Hệ thống thoát nước tại đây đã được xử lý rồi. Nhưng mỗi khi trời mưa, nước lại vẫn ngập úng. Đây là con đường mới sửa chữa chưa thông xe, nhưng hệ thống thoát nước vẫn kém quá.
khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng. Mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm mưa ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh có mưa. Bây giờ người dân chúng tôi ở đây chỉ mong có thể có nước và điện. Sạt lở đất ở Thanh Hải. Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 9 vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng tại làng Hồng Gia, thị trấn Quê Doan, huyện Hu Du, Hải Đông, Thanh Hải đã xảy ra một vụ lở đất. Thiên tai đã khiến tổng cộng 18 người mắc kẹt, trong đó có 14 người thuộc 3 hộ gia đình và 4 nhân viên, những thành viên đang tổ chức vận chuyển quần chúng đã bị thiệt mạng. Vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng ngày 22 tháng 9, tại thôn Hồng Gia, thị trấn Quê Doan, huyện Hu Du, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải đã xảy ra một vụ sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày 23 tháng 9, 18 người bị mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó 4 người tình hình sức khỏe tạm ổn và đã được cứu sống. 14 người đã chết sau khi nỗ lực cứu hộ thất bại và 2 người còn lại đang được tìm kiếm và giải cứu bằng mọi nỗ lực. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức thành lập một khu tái định cư tạm thời tại Ủy ban làng Hồng Gia và việc tái định cư cho những người bị ảnh hưởng đang được tiến hành. Hiện tại, 55 lều đã được dựng lên tại các địa điểm cứu trợ thiên tai tạm thời và 474 người đã được tái định cư. Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến các phương tiện vận chuyển vật tư tiếp tục chạy vào Ủy ban thôn. Người dân trong thôn cũng xếp hàng nhận vật tư dưới sự hướng dẫn của cán bộ. Điều này được hiểu rằng, ngoài các vật liệu do chính phủ cung cấp, còn có các doanh nghiệp trong sắp địa phương và dân làng xung quanh quyên góp một cách tự phát các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì, dầu và rau. Jeng Juman, thị trưởng thị trấn Quê Doan, huyện Hu Du, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải cho biết, nhiều công ty quan tâm đã gửi đồ tiếp tế, đầu bếp nhà hàng và dân làng xung quanh cũng đã chủ động đến đây để giúp nấu ăn. Hiện trong số 18 người được ứng cứu, trong đó có 4 người tình hình sức khỏe hiện đã tạm ổn định. 3 người vừa được giải cứu và đang được cấp cứu tại bệnh viện, 9 người đã tử vong sau khi giải cứu bất thành, 1 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm và giải cứu. Sau khi kiểm tra y tế thì họ thực sự đã thiệt mạng. Vào ngày 11, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh Jigu của thành phố Jiwan và một lượng lớn đất đá đổ vào khu vực dịch vụ của danh lam thắng cảnh. Theo anh Ju, một du khách đến từ khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, anh và những người bạn từ Trịnh Châu đến đây vào ngày 22 tháng 9. Hôm nay, đá đã chặn đường về nhà, con đường đi về hướng Sơn Tây cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, chỉ có một vụ sạt lở đất trên đường trong khu danh lam thắng cảnh. Sau khi tạnh mưa vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 9, anh ấy đã đi bộ 10 km trong 5 giờ và về được bằng cách lội qua dòng nước và đất đá. Đối với mưa lớn ở nhiều nơi, CCTV cũng đưa ra một bản tóm tắt về cách phòng ngừa với 3 từ đóng lách và di chuyển. Cụ thể, trong nhà đóng hết mức có thể các cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt điện kịp thời nếu nước tràn vào nhà. Ngoài trời đi bộ lách quanh cầu và tránh các lối đi ngầm và lái xe tránh các khu vực đường ngập nước. Ở khu vực miền núi, quan sát khi thấy nước đầu nguồn đột ngột trở nên ngập và mực nước dâng quá nhanh, cần di chuyển khẩn cấp kịp thời. Sạt lở đất BJ Quý Châu. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 7 giờ tối ngày thứ ba vừa qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại công trường xây dựng BJ Quý Châu. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ tư, có 8 người đã được giải cứu, có 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định. Riêng 5 người còn lại đã thiệt mạng. Qua xác minh sơ bộ còn 9 người mất tích. Vào sáng ngày thứ tư, một nhân chứng tại hiện trường nói với phóng viên Jimu News rằng anh ta nhìn thấy từ xa rằng một phần vỉa hè trên đường Shonshan North liền kề đã bị đá vùi lấp và một chiếc máy xúc bị chôn vùi dưới những tảng đá. Vụ việc xảy ra gần công trường xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ. Đoạn video trực tiếp được đăng tải trên Internet cho thấy một phần con đường bị đất đá vùi lấp. Nhiều phương tiện cứu hộ và nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc. Đồng thời, một dây buộc đã được kéo lên tại hiện trường. Một video khác cho thấy máy xúc đang tiến hành cứu hộ tại hiện trường và nhiều xe cứu thương đang chờ sẵn tại hiện trường. Mấy ngày nay, trời không mưa, ông Ju, một cư dân gần đó, nói với Jimu News rằng công trường xây dựng bệnh viện nơi xảy ra vụ tai nạn nằm bên đường Shangshan North và ngọn núi nơi xảy ra vụ lở đất không quá cao. Ông Ju cho biết gần công trường vẫn còn một số hộ dân chưa di rời ra ngoài. Ông không biết trong số những người bị chôn vùi của dân làng hay không. Hơn chục chiếc xe cứu hộ đã lao đến hiện trường. Đường Shangshan North cũng bị tạm thời ngừng hoạt động giao thông và có rất nhiều máy xúc đang làm việc tại hiện trường.
Sáng ngày thứ Tư, Văn phòng Thông tin của chính quyền thành phố Bize đã đưa ra một báo cáo cho biết vào khoảng 19 giờ ngày thứ Ba, một vụ lở đất đã xảy ra tại dự án cơ sở đào tạo của chi nhánh Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Bize, tọa lạc ở phố Guhua, quận mới Hồ Kim Hải, thành phố Bize, khiến các công nhân xây dựng bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh và thành phố đã ngay lập tức triển khai ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng cộng hơn 720 người từ các bộ phận ứng phó khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên thiên nhiên, y tế, an ninh công cộng và các bộ phận khác đang được huy động tại hiện trường. Và 8 tổ công tác đã được thành lập để cứu hộ khẩn cấp, an ninh y tế và xử lý hậu quả. 16 máy xúc và thiết bị phá hủy đã được điều động. 16 xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cầu, máy bay không người lái, thiết bị dò tìm sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn đã tham gia vào công tác cứu hộ và xử lý đầy đủ. Khu vực Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc đã hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt trong những ngày gần đây, giết chết ít nhất 15 người và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đồng thời, lũ lụt đã phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp điện và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực. Lũ lụt xảy ra vào thời điểm nắng nóng ở một số tỉnh, bao gồm Tứ Xuyên và Chiết Giang, khiến nhiều người chết vì sốc nhiệt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trận mưa lên tới 21cm đã rơi vào hôm thứ Bảy tại biên giới giữa các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 12 người khác mất tích. Điện bị cắt, đường dây điện thoại bị cuốn trôi và hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại thành phố Long Nam của Cam Túc, lượng mưa đạt 198,9cm trong một ngày rưỡi, gần gấp đôi mức trung bình trong cả tháng 7. Lũ lụt đã giết chết 12 người và buộc 3.000 người phải sơ tán. Ngoài ra, do cái nóng oi bức, nguồn cung cấp điện của các doanh nghiệp dệt may và hóa chất ở Chiết Giang bị hạn chế trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm. Để đảm bảo có đủ điện cho nhu cầu làm mát khu dân cư, các hạn chế về điện đã buộc các công ty này phải cắt giảm sản lượng công nghiệp tới 17%. Nhà máy Foxconn ở Thành Đô cũng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về nguồn điện. Tuy nhiên, tác động của việc cắt điện lần này nhỏ hơn nhiều so với sự sụt giảm sản lượng điện mạnh do tình trạng thiếu than trầm trọng vào mùa thu năm ngoái. Lũ lụt trên khắp đất nước làm tăng thêm thiệt hại cho nền kinh tế do các biện pháp zeroing hà khắc của chính quyền, chẳng hạn như hạn chế đi lại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Theo Reuters, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, bất chấp mưa gió mùa hỗn hợp, đợt nắng nóng dự kiến sẽ lại đổ bộ vào các khu vực rộng lớn của đất nước trong tuần này và sẽ kéo dài đến cuối tháng. Miền Nam Trung Quốc bao gồm Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến được dự báo sẽ đạt 39-42 độ C sau ngày 23 tháng 9. Mặc dù nhiệt độ cao ở Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu và Giang Tây đã giảm bớt vào cuối tuần này, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực khác dự kiến vẫn trên 37 độ C. Đài thời tiết cho biết đợt nắng nóng kinh hoàng sẽ kéo dài từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 24, từ 30 ngày nắng nóng gay gắt thông thường đến khoảng 40 ngày. Cái gọi là 3V thường đề cập đến 3 thời kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 10 ngày, chỉ khi nhiệt độ và độ ẩm đạt đến đỉnh điểm. Nhưng giai đoạn thứ 2 của năm nay, EFU dự kiến sẽ kéo dài khoảng 20 ngày, từ ngày 26 tháng này đến ngày 14 tháng sau. Hai tuần trở lại đây, Trung Quốc xảy ra nắng nóng với nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C, gây biến dạng đường nhựa, bệnh nhân say nắng trong bệnh viện tăng cao và làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng trên mạng xã hội. Kính thưa quý vị, tin tức từ thời báo của chúng tôi cho biết, việc kiểm soát lũ trên sông Hàn hiện đã trở thành một trận chiến quan trọng để kiểm soát lũ lụt. Ngày 22 tháng 9, sau khi kết thúc hội nghị truyền hình khẩn cấp phòng chống lũ lụt sông Hàn trên toàn tỉnh, thành phố chúng ta đã triển khai chống lũ sông Hàn để đối mặt với trận lũ sông Hàn hơn 20 năm sắp xảy ra trong những ngày tới. Theo báo cáo, tuyến kè chính sông Hàn của thành phố tuy đã được gia cố nhưng có nhiều khúc cua. Của đoạn sông dài 50 km có 22 khúc cua, 37 đoạn nguy hiểm. Đề các sông nhánh nhìn chung rất yếu, khó có thể chịu nổi áp lực lớn của nước lũ. Ông Sunya, Phó Thị trưởng kiêm Phó Chỉ huy điều hành Ban Chỉ huy Phòng thủ thành phố nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ thành phố, quận và các đơn vị thành viên phải lấy việc chống đỉnh lũ sông Hàn làm ưu tiên hàng đầu trong công tác chống lũ hiện nay. Bảo vệ một tấc đê là để đảm bảo an toàn cho đê và tính mạng, tài sản của nhân dân. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9, mực nước tại ga Sigu trên sông Hàn đã đạt 29,63m, cao hơn mức cảnh báo 0,13m. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp trên mức cảnh báo. Do lượng mưa ở thượng nguồn sông Hàn tiếp tục tăng, lưu lượng xả của hồ chứa Đan Giang Khẩu tăng lên, áp lực kiểm soát lũ trên sông Hàn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Trong tuần qua, lưu lượng xả lũ của cửa sông Đan Giang đã tăng lên 6.610 m³ mỗi giây. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hàn hiện nay là vô cùng nghiêm trọng.
bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn và việc xả nước của hồ chứa Đan Giang Khẩu. Nước sông Hàn dâng lên rất nhanh. Dự báo mới nhất từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, vào ngày 19, mực nước tại trạm Singu là 30,3m, chỉ cách mực nước đảm bảo 0,29m. Đồng thời, do mực nước sông Dương Tử dâng cao, sông Hàn sẽ tiếp tục duy trì mực nước cao. Vào tối ngày 19, đỉnh lũ của dòng chính sông Hàn đã hình thành bởi lượng mưa lớn trong những ngày gần đây đã đi qua Thiểm Tây một cách thuận lợi. Kể từ ngày 12, miền Nam Thiểm Tây lại xuất hiện một trận mưa lớn và kéo dài khác. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính và các nhánh của sông Hàn nhìn chung đã dâng cao. Đến 15 giờ ngày 19, lũ lên 3.460 m³/giây, vượt lưu lượng đảm bảo, hình thành đỉnh lũ trên dòng chính sông Hàn. Vào lúc 23 giờ ngày 19, một trận lũ 6.610 m³/giây đã xảy ra tại hồ Hanjiang, Yangxian và dòng chảy gần với dòng chảy cảnh báo. Sau đó, dòng chảy lũ đi vào lãnh thổ An Khang và sau khi đi qua phụ lưu của An Khang một khoảng thời gian, nó đã đi qua ga An Khang vào lúc 21 giờ ngày 19 với tốc độ dòng chảy là 11.200 m³/giây. Vào lúc 5 giờ ngày 20 tháng 9 tại trạm Bai Hề của sông Hán Giang đã xảy ra một trận lũ 17.000 m³/giây. Đỉnh lũ của sông Hán Giang đi qua tỉnh Thiểm Tây vào hạ lưu tỉnh Hồ Bắc và nó phát triển ở tỉnh Thiểm Tây trong khoảng thời gian là 38 giờ. Theo tin tức từ chính quyền tỉnh Thiểm Tây, vào tối ngày 20, tính đến 12 giờ ngày 20, hai trận lũ lớn kéo dài do mưa lớn kể từ ngày 19 tháng trước đã khiến 111 người ở tỉnh Thiểm Tây thiệt mạng và 167 người đang mất tích. Từ ngày 17 tháng trước đến ngày 19 tháng này, mưa lớn liên tục ở miền Nam Thiểm Tây đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, lở đất và lở đá, gây ra thảm họa trên diện rộng ở ba thành phố An Khang, Han Dong và San Lu. Từ ngày 19 đến ngày 21, một đợt mưa lớn kéo dài khác đã xảy ra ở Thiểm Tây và tình hình thiên tai trong tỉnh tiếp tục mở rộng. Tính đến 12 giờ ngày 19, tổng cộng 4,25 triệu người ở 58 quận, huyện ở 9 thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây, An Khang, Han Dong, San Lu, Wenan, Xinjiang, Baoji, Tongchuan, Xi'an và Yanyan bị ảnh hưởng bởi thảm họa và 703.000 người đã được di rời và tái định cư khẩn cấp. Có 111 người chết do thiên tai trong tỉnh, trong đó có 63 người ở An Khang, 18 người ở San Luo, 17 người ở Han Dong, 13 người ở Wenan. Có 167 người mất tích do thiên tai, trong đó 119 người ở An Khang, 32 người ở San Luo, 7 người ở Wenan, 6 người ở Han Dong, 3 người ở Baoji. Có 2.851 người bị thương và bị ốm do thiên tai, trong đó có 2.828 người ở An Khang, 22 người ở San Luo, 4 người ở Wenan và 1 người ở Han Dong. Phóng viên được biết từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam rằng từ 8 giờ ngày 19 đến 8 giờ ngày 21, thành phố Hoài Hóa gặp mưa lớn và 79 thị trấn ở Chenxi, Supu, Meiyang và các quận khác trong vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Hoài Hóa, Hồ Nam ngập lụt, nhiều ban ngành phối hợp cứu trợ thiên tai. Tại huyện Chenxi, thành phố Hoài Hóa, theo thống kê của Đài khí tượng địa phương, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 19, toàn huyện Chenxi xảy ra mưa to đến rất to, mưa to cục bộ ở một số khu vực. Tính đến 14 giờ ngày 19, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 250mm, 7 thị trấn có lượng mưa 150-220mm và 9 thị trấn có lượng mưa 100-150mm. Từ 13 giờ ngày 19, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Chenxi đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Tại quận Supu, thành phố Hoài Hóa, trận mưa xối xả liên tục từ tối ngày 18 đến ngày 19 đã khiến nhiều nơi ở Supu bị ngập lụt. Một lượng lớn cây giống như cây cam trong vườn bị ngập úng, đường xá bị sạt lở. Và lúc 11 giờ sáng ngày 19, hạt Supu đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng đã nhanh chóng tổ chức nhân sự tham gia cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, tập trung vào công tác phòng chống lũ lụt trên núi và thiên tai địa chất, bảo vệ các ao nuôi, hồ chứa và phòng chống lũ lụt ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sông vừa và nhỏ, cũng như ngập úng đô thị và chuyển giao nhân sự để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 8 giờ ngày 19, Hoài Hóa có 77.913 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23.943 người được chuyển đi nơi tránh khẩn cấp và 8.518 người được tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 7.120,3 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 109 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hoài Hóa dự báo ngày 20 ở Hoài Hóa vẫn có mưa lớn, cần tăng cường các biện pháp đề phòng. Quý vị thân mến, vụ lở đất khiến hoạt động của tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh bị chặn và bộ phận đường sắt phải sửa chữa khẩn cấp.
bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả. Vào ngày 19, một vụ lở đất xảy ra giữa các ga Chelsea và Daejeon-gu trên đoạn Hoài Hóa có tuyến đường sắt Thượng Hải Côn Minh. Một phần đất và đá tràn vào đường dây, chôn vùi khoảng 30 mét của tuyến đường. Vụ tai nạn không gây thương vong. Sau vụ tai nạn sạt lở đất, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu và các ban ngành liên quan của thành phố Hoài Hóa đã nhanh chóng tổ chức nhân sự và thiết bị khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp. Tính đến 4 giờ chiều ngày 20, công việc sửa chữa khẩn cấp vẫn đang được tiến hành. Bị ảnh hưởng bởi một vụ tai nạn do lở đất đá, một số tuyến tàu trên tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh đã ngừng chạy và hành khách bị mắc kẹt tại nhà ga. Để làm tốt công tác trung chuyển hành khách, các đơn vị ga và tàu liên quan của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã thành lập tổ công tác trung chuyển kịp thời để mở ra một kênh trung chuyển đặc biệt. Đến 11 giờ đêm ngày 19, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã chuyển hơn 23.000 hành khách qua tuyến đường sắt cao tốc. Trong những ngày tới, căn cứ và tình hình của những hành khách bị mắc kẹt, các chuyến tàu cao tốc bổ sung sẽ được mở lại đúng hạn để trung chuyển các hành khách bị mắc kẹt. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều ngày gần đây, vào khoảng 10 giờ ngày 19, một vụ lở đất khác cũng đã xảy ra trên một ngọn núi trên đường Tây Xuyên Nam, thị trấn Bành Gia Trại, thành phố Tây Ninh, Thanh Hải, khiến khoảng 10 ngôi nhà bên dưới núi bị sập. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã ngay lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ của công an, y tế và các ngành chức năng khẩn trương đến hiện trường ứng cứu. Nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm, giải cứu tại hiện trường và phát hiện ra một người đang bị mắc kẹt. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, người bị mắc kẹt đã được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Hiện sức khỏe đã ổn định. Vào chiều ngày 19, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã liên tục kiểm tra hiện trường và không tìm thấy người nào bị mắc kẹt hoặc thương vong. Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa lớn đã xảy ra ở phía tây huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, mực nước dâng cao. Lũ trộn với phù sa, lòng sông dâng cao và làm ngập nhà dân khiến 6 người chết và 12 người mất liên lạc. Một trận lở đất đã nổ ra ở thành phố Yayan. Mưa lớn cuốn trôi nhà cửa, lũ bùn, đất, cát, sỏi, rác trôi nổi lẫn phù sa bồi lấp dòng sông khiến nước dâng cao. Tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, lượng mưa lớn khiến mực nước tăng vọt. Giám đốc Trung tâm Công khai thuộc Sở Thông tin huyện ủy Bắc Xuyên cho biết, chúng tôi đã di chuyển được 380 người đến nơi an toàn, còn 100 người vẫn đang ở trên mái nhà của họ. Hiện tại, lũ đã rút nên tương đối an toàn. Ngoài ra, sông Hoàng Hà ở Thiểm Tây, phụ lưu lớn nhất của sông Ngụy đã hứng chịu trận lụt đầu tiên trong năm nay. Do nhiệt độ thay đổi đột ngột, chiều ngày 22 tháng 9, một số nơi ở Thượng Hải có mưa lớn, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã phát thông báo cảnh báo sét màu vàng. Vào ngày nhận thông báo cảnh báo sét tại Đông Quan, Quảng Đông, nóng đến mức tấm xi măng vỡ tung và cong lên gần 40cm. Hoàng Kinh Đa, phó giám đốc chi nhánh Simpai thuộc Cục Quản lý Đô thị Đông Quan cho biết có một hố bị sạt lở ở đây, mặt đường bị hư hỏng do khí nóng trong hố móng không thể thoát ra ngoài và khí sẽ bốc lên. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp, lát lại mưa lớn ập xuống khiến cư dân lo lắng. Sông Tùng Hoa ở Đông Bắc Trung Quốc lại hứng chịu trận lũ lụt dữ dội tiếp theo trong năm nay. Theo Tân Hoa Xã, mực nước sông Tùng Hoa, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc vượt mức cảnh báo khiến chính quyền địa phương phải cấm đi lại trên tuyến đường thủy này. Mực nước tại trạm thủy văn Cáp Nhĩ Tân ở thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang vào sáng nay đã tăng lên 1.194m, cao hơn 1,1m so với mức cảnh báo. Công viên Queen Liban ở Cáp Nhĩ Tân buộc phải đóng cửa. Các biển báo nguy hiểm lũ lụt được đặt ở cổng, bảo vệ cấm tất cả các phương tiện và nhân viên đi vào. Dọc theo bờ sông của công viên, một số đèn đường, ghế ngồi và các thiết bị khác đã bị nhấn chìm. Cơ quan Quản lý An toàn Hàng hải Cáp Nhĩ Tân ban hành lệnh cấm kiểm soát giao thông đường thủy trên sông, đình chỉ mọi hoạt động khai thác giao thông đường thủy. Sông Tùng Hoa là phụ lưu lớn nhất của sông Hắc Long Giang, chảy qua biên giới của Trung Quốc vào Nga, nơi đó được gọi là sông Amu. Sông Tùng Hoa chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm ở thượng nguồn sau nhiều ngày mưa liên tục khiến nước sông dâng cao. Trung tâm Thủy văn và Ủy ban Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang ban hành cảnh báo màu vàng về lũ lụt có thể xảy ra tại đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo lũ lụt 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Động đất ở Nghi Lan. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan và người ta có thể cảm nhận rõ ràng trận động đất ở nhiều nơi dọc bờ biển Phúc Kiến. Dịch vụ tin tức Trung Quốc tại Phúc Châu ngày 20 cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển của huyện Nghi Lan, Đài Loan vào tối ngày 20 và nhiều trận động đất đã được cảm nhận ở Phúc Châu, Tuyền Châu, Ninh Đức và các nơi khác vùng duyên hải Phúc Kiến.
Theo đo đạc chính thức của mạng địa chất Trung Quốc, vào lúc 21 giờ 19 phút ngày 20, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Nghi Lan, Đài Loan, tâm chấn ở 24,74 độ Vĩ Bắc, 121,99 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 80 km. Sau trận động đất, người dân ở Phúc Châu, Ninh Đức và các khu vực ven biển khác báo cáo rằng họ cảm thấy sốc và họ đã đăng nhập vào Internet để lại tin nhắn. Thông tấn xã Trung Quốc tại Phúc Châu ngày 20 cũng cho biết một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra gần huyện Hoa Liên, Đài Loan vào lúc 19 giờ ngày 20 và nhiều nơi dọc theo bờ biển Phúc Kiến cảm nhận rõ ràng chấn động. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, vào lúc 19 giờ ngày 20, tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm chấn ở 23,95 độ Vĩ Bắc, 121,49 độ Kinh Đông đã xảy ra một trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong một ngôi nhà trong tòa nhà cao tầng ở quận Gulu, thành phố Phúc Châu, một phóng viên của thông tấn xã Trung Quốc cảm thấy bàn ghế rung chuyển vài lần. Theo thông tin của dịch vụ động đất Phúc Kiến, phóng viên ở cách tâm chấn 328 km và tác động là khoảng 2 độ. Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter vừa xảy ra ở Đài Loan, đồng thời Tuyền Châu, Hạ Môn, Trương Châu cảm nhận rõ ràng trận động đất. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 17 giờ 46 phút ngày 20, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Đài Đông, Đài Loan, vị trí ở 22,82 độ Vĩ Bắc, 121,75 độ Kinh Đông, có độ sâu tiêu cự là 9 km. Tâm chấn ở ngoài khơi, cách đảo Đài Loan gần nhất là khoảng 47 km. Ngày 18, theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc đưa tin, vào lúc 13 giờ 01 phút ngày 18, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, với độ sâu tiêu chấn là 24 km và trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ trên đảo Đài Loan. Cư dân mạng ở Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác bày tỏ rằng họ cảm nhận rõ ràng những chấn động, và một số người dân bày tỏ rằng nhà của họ rõ ràng đang rung chuyển. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc với tâm chấn sâu 24 km. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter khác đã xảy ra tại khu vực biển thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan và nhiều trận động đất được cảm nhận mạnh dọc bờ biển Phúc Kiến. Theo Weibo chính thức của mạng động đất quốc gia đưa tin, vào ngày 19, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển của huyện Hoa Liên, Đài Loan vào tối ngày hôm đó. Và nhiều nơi ở Phúc Kiến được nối với Đài Loan bằng một con sông đã cảm nhận được trận động đất. Phóng viên cảm thấy sàn nhà trong một tòa nhà dân cư cao tầng ở trung tâm thành phố Phúc Châu rung lắc kéo dài trong vài giây. Ngay lập tức, dịch vụ thông tin do Cục Địa chấn tỉnh Phúc Kiến cung cấp cho thấy vị trí của phóng viên nằm cách tâm chấn ở khu vực biển Hoa Liên của Đài Loan 382 km và chấn động khoảng 2 độ. Một trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra ở quận Hoa Liên, Đài Loan và Thượng Hải đã cảm nhận được điều đó. Nhiều người đã chạy xuống cầu thang. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13 giờ 01 phút ngày 18, một trận động đất có cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm chấn ở vị trí 24,02 độ Vĩ Bắc, 121,65 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 24 km. Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển Di Lan, Đài Loan vào đêm ngày 22 tháng 9 và trận động đất đã được cảm nhận ở thành phố Triều Châu. Vào lúc 9 giờ 19 phút tối ngày 22 tháng 9, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan. Trận động đất đã được cảm nhận tại thành phố Triều Châu, cho đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 21 giờ ngày 21, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan với độ sâu tiêu cự 70 km. Bị ảnh hưởng bởi điều này, thành phố cảm thấy trận động đất. Động đất 4,0 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, các thành phố ven biển Phúc Kiến cảm nhận được động đất. Thông tấn xã Trung Quốc Phúc Châu ngày 21 cho biết, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển của huyện Hoa Liên, Đài Loan vào sáng ngày 19 và các thành phố ven biển như Hạ Môn và Tuyền Châu ở Phúc Kiến có thể cảm nhận được rung lắc. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 49 phút ngày 19, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí 24,12 độ Vĩ Bắc, 121,67 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự là 11 km. Sau trận động đất, người dân nhiều nơi ở Hạ Môn và Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cảm nhận được rung chấn. Uun, một cư dân ở Tuyền Châu nói với một phóng viên của thông tấn xã Trung Quốc rằng vì đó là ngày cuối tuần,
anh cố tình ngủ một giấc và đột nhiên cảm thấy giường rung chuyển kéo dài hơn 10 giây. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở biển huyện Hoa Liên, Đài Loan và cảm nhận được ở Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan. Trận động đất được cảm nhận tại Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến. Ngày 21, trận động đất được cảm nhận tại Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến. Tâm chấn cách thành phố Đài Bắc 113 km, độ sâu tiêu cự là 24 km. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở nhiều nơi. Đây là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan trong năm nay. Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở huyện Hoa Liên, Đài Loan đã xảy ra 14 lần trong vòng 5 năm qua. ChinaNews.com đưa tin vào lúc 13:01 ngày 21, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan. Vị trí tâm chấn ở 24,02 độ vĩ Bắc, 121,65 độ kinh Đông và toàn bộ Đài Loan bị rung chuyển rõ rệt. Hoa Liên được mệnh danh là thành phố bên biển, vị trí dễ xảy ra động đất hơn. Trong 5 năm qua, Hoa Liên đã trải qua 14 trận động đất từ 6 độ Richter trở lên. Trận động đất ở Hoa Liên của Đài Loan đã ảnh hưởng đến cư dân ở Chiết Giang. Những người cho biết họ có cảm nhận được sự rung chuyển của các tòa nhà cao tầng. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho biết, vào lúc 20:02 ngày 20, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí tâm chấn 23,5 độ vĩ Bắc, 121,4 độ kinh Đông, độ Đông, với độ sâu tiêu cực 20 km. Phóng viên được biết từ cục địa chấn Chiết Giang, các khu vực ven biển như Ôn Châu và Thái Châu ở Chiết Giang cũng cảm nhận được rung chấn, một số tòa nhà cao tầng ở Hàng Châu cũng rung lắc nhẹ. Rung lắc chỉ kéo dài vài giây rồi dừng hẳn. Sau khi trận động đất ở Hoa Liên xảy ra tối ngày 22 tháng 9, nhiều người dân đã gọi đến đường dây nóng của chúng tôi và nói rằng các tòa nhà cao tầng mà họ sống cảm thấy rung chuyển. Hiện chúng tôi đã nhận được hàng chục cuộc gọi như vậy, Yan Hong cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Hoa Liên, Đài Loan. Kim Hoa đã cảm nhận được. Bạn có cảm nhận được không? Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13:08 ngày 19, một trận động đất có cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí tâm chấn 24,03 độ vĩ Bắc, 121,67 độ kinh Đông, độ sâu tiêu cự 20 km. Phóng viên được biết từ Mormon và các kênh khác rằng trận động đất có thể cảm nhận rõ ràng ở nhiều nơi ở Chiết Giang. Khi trận động đất xảy ra, những người bạn từ công ty cung cấp điện Đồng Hương cảm thấy tòa nhà, văn phòng rung lắc dữ dội. Cô Ly sống ở thành phố mới Tiền Giang, Hàng Châu cảm thấy đèn trên mái nhà rung lắc dữ dội. Lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi ngày 22 tháng 9, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ, đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng, tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và bảo vệ thế giới. Thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết, tình hình mưa bão ở Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi ngày 23 tháng 9 là ngày thứ 36. Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía đông cùng phía nam của phía Trung Quốc làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa. Tất cả những khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp. Một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc cũng là siêu đập lớn nhất thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn cứ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500-600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay, Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ. Giống như việc phía Trung Quốc đã đi cướp Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một cái thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc.
khi cơn bão 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới, Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc đang mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to, gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm qua. Vậy thì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy? Trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn bão nào, thì xin thưa với quý vị rằng, như từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp những điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc. Cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân và lý do, tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang qua sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công, sông Hồng, để bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước, làm cho các nước vùng hạ lưu như Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mekong. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày 22 tháng 9 là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu thế giới cho biết, tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra, đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường trường, trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc, các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây là những vùng trũng thấp và nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện các vấn đề về môi trường ở Bắc Kinh nói rằng, việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho các hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên nó không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng nước ở thượng nguồn bị phá ra và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao khi mà mưa to, gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, còn một cái thông tin mà ngày hôm nay chúng tôi mới cập nhật được từ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc, đó là căng thẳng ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ. Cho nên chính quyền ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc, giáp danh với cả Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ vào đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới. Trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc, các nguồn tin cho hay, ngày 22 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực để chống lại Ấn Độ, bởi trong một vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập cho biết rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời, trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch về hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho hay Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng và để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ.
vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ, Bắc Kinh. Thưa quý vị, phóng viên của báo Trung Quốc đưa tin rằng, vào ngày 19, Cục Khí tượng quận Hai Yuan của khu tự trị Ninh Hạ đã nhận được báo cáo từ một người cung cấp thông tin thời tiết rằng một vết nứt trên mặt đất đã xảy ra ở làng Xiao Chuan, cách quận lỵ 37 km ở thị trấn Kawa, huyện Hải Nguyên. Cục đã nhanh chóng tổ chức nhân viên phục vụ khẩn trương đến hiện trường để điều tra, đồng thời liên lạc và phân tích kịp thời với bộ phận động đất. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia, làng Xiao Nan Chuan nằm trên vùng đứt gãy sau trận động đất Hải Nguyên. Khoảng 100 mét dưới lòng đất là bùn lầy. Sau hơn 40 năm thăm dò địa chất, độ cao của làng Xiao Nan Chuan cũng giảm gần 4 mét. Lần này xuất hiện vết nứt trên mặt đất quy mô lớn là do ảnh hưởng của dòng chảy trên núi do lượng mưa lớn hình thành. Một phần nước lũ chảy qua vết nứt ban đầu và chảy xuống lòng đất dẫn đến mặt đất xuất hiện vết nứt và sụt lún quy mô lớn. Trong quá trình điều tra, nhân viên dịch vụ của Cục Khí tượng huyện Hải Nguyên cũng đã giải thích kiến thức về phòng chống thiên tai, khí tượng cho người dân địa phương và đưa ra các đề xuất ra quyết định cho chính quyền quận, động đất ở quận Lidian, Daking. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra ở quận Lidian, Daking. Tân Hoa Xã Bắc Kinh cho biết vào lúc 23 giờ 43 phút ngày 22 vừa qua theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lidian, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang với tâm chấn ở 46,9 độ vĩ bắc, 125,0 độ kinh đông. Tâm chấn nằm cách thành phố Đại Khánh 33 km về phía bắc, cách huyện Lidian 33 km, cách thành phố Kihiha khoảng 90 km và cách thành phố Cáp Nhị Tân khoảng 180 km. Theo thông tin sơ bộ, Đại Khánh, Kihiha, Cáp Nhị Tân và những nơi khác cảm nhận rõ rung chuyển. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo cho biết, vào ngày 22, sau một ngày làm việc rất mệt mỏi, tôi xem TV lúc 10 giờ và sau đó tôi viết blog trên mạng. Ngày hôm qua, tôi rất hạnh phúc vì có gần 600 lượt truy cập mỗi ngày. Ban đầu, tôi muốn đi ngủ lúc 0 giờ 0 phút vì quá mệt mỏi, nhưng đến 23 giờ 43 phút tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình run lên. Lúc đầu tôi nghĩ đó là ảo giác của sự mệt mỏi, nhưng sau đó tôi không thấy nữa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của các tấm thép trong tòa nhà như thể nó sắp gãy. Gia đình tôi sống ở khu dân cư cao tầng nổi tiếng nhất thành phố Đại Khánh. Đó là một tòa nhà cấp quốc gia. Sau đó tôi nhận ra đó là động đất. Tôi vội gọi cho bố mẹ vì lúc đó hầu như mọi người đều đang ngủ. Khi chúng tôi chạy, hàng xóm không chạy theo chúng tôi mà bấm chuông gọi cửa nhà dân bên cạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bây giờ trận động đất đầu tiên đã xảy ra đã không còn nữa. Dư chấn tiếp theo chắc chắn sẽ không đến ngay nên tâm lý mọi người rất ổn định. Đều đi xuống lầu một cách ổn định và có trật tự. Nói không ngoa rằng hơn 10.000 người đã tập trung lại sau 12 giờ đêm. Tôi dường như không hoảng sợ, nhưng tôi bối rối về cường độ của trận động đất, liệu sẽ có dư chấn hay không. Tôi đã trò chuyện với một phóng viên của đài truyền hình Đại Khánh và anh ấy nói hãy gọi cho thị trưởng hay gọi đến số điện thoại của Cục Động Đất. Nhưng không thể, mạng điện thoại đã bị tê liệt và hiện không có âm thanh. Chị Châu tự hào đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ xây thành phố bọt biển chống lụt nhưng vẫn bị nhấn chìm trong trận lũ thảm khốc. Mưa lũ ở Trịnh Châu như một cái tát vào dự án thành phố bọt biển và cho thấy con người khó có thể chiến thắng thiên nhiên. Một người Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo đề cập đến trận lũ lụt nghìn năm có một tàn phá thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này, ít nhất 33 người chết và 8 người mất tích kể từ khi mưa bão trút xuống thành phố Trịnh Châu và các khu vực lân cận ở tỉnh Hà Nam cuối tuần trước. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người trên khắp tỉnh này, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 188,6 triệu đô la Mỹ. Là một trong những tỉnh đông dân và nghèo nhất Trung Quốc, Hà Nam có hơn 99 triệu dân và nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh này là một trong những địa phương ủng hộ nhiệt thành ý tưởng thành phố bọt biển được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra trong bài phát biểu. Thành phố bọt biển là khái niệm phát triển đô thị tập trung và sử dụng cơ sở hạ tầng bền vững như không gian xanh và diện tích đất hấp thụ nước, giúp đối phó với mưa lớn, dự trữ nước và tái sử dụng cho mục đích khác. Trung Quốc đã triển khai các chương trình như vậy tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại Hà Nam, thủ phủ Trịnh Châu được đầu tư 53,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ trong một dự án thí điểm kéo dài, nhằm biến đô thị hơn 12 triệu dân này thành một thành phố bọt biển. Theo quy hoạch tổng thể, thành phố Trịnh Châu sẽ được quy hoạch 191 kênh thoát nước lũ trong khu vực đô thị chính, xây dựng và cải tạo công viên bọt biển cũng như tạo vùng đệm sinh thái ở hai bên bờ sông.
kế hoạch ước tính đến năm 2023 diện tích khu vực đô thị chính của Trịnh Châu đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố bọt biển sẽ chiếm 22,5% tổng diện tích của dự án. Trong gần 5 năm qua, Trịnh Châu đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng cảnh quan xanh, hệ thống bề mặt thấm hút nước cùng hệ thống tích trữ và tái sử dụng nước mưa. Thống kê cho thấy tổng cộng 5.162 km đường ống thoát nước đã được xây dựng thông qua dự án. Năm ngoái, lượng nước tái sử dụng lên tới 380 triệu tấn, không còn tình trạng phải lội nước trong những ngày mưa và không có nước đọng trên mặt đường. Tôi là người thấy rõ sự thay đổi này. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Ly, một cư dân của Trịnh Châu nói, Cục Xây dựng Đô thị Trịnh Châu tuyên bố kể từ khi xây dựng thành phố bọt biển đến nay, 125 điểm đê bị lũ lụt đã được loại bỏ, chiếm 17%. Ngoài ra, Trịnh Châu cũng đã xử lý các vùng nước ô nhiễm, bốc mùi trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, trận lũ cuối tuần qua đã làm tê liệt mạng lưới giao thông và gián đoạn nguồn cung điện nước của Trịnh Châu, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao thành phố lại bị ngập lụt nghiêm trọng như vậy, dù đã chi rất nhiều để cải thiện cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ. Hề Quan Quầy, một cựu phóng viên, cũng chia sẻ một bài đăng về việc xây dựng thành phố bọt biển ở Hà Nam và đặt câu hỏi tại sao 53,4 tỷ nhân dân tệ lại được đổ vào đây. Mọi người có muốn tôi tìm hiểu không? Nhiều người khác cho rằng trận lũ là một minh chứng cho thấy tham vọng thành phố bọt biển Trung Quốc không hiệu quả như nhiều người vẫn tưởng, thậm chí cho rằng đây chỉ là sự lãng phí tiền của. Tuy nhiên, nhiều người dùng Weibo lại cho rằng cách chỉ trích như vậy là không công bằng, bởi Trịnh Châu cuối tuần qua phải hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong thời gian quá ngắn. Theo truyền thông địa phương, dự án thành phố bọt biển của Trịnh Châu có khả năng ứng phó với các sự kiện thời tiết xuất hiện trong vòng 200 năm trở lại đây, hoặc lũ lụt nghiêm trọng có xác suất xảy ra là 0,5% trong năm. Trong khi đó, dữ liệu của cơ quan khí tượng Trịnh Châu cho thấy đợt mưa lũ này là nghìn năm có một, đồng nghĩa xác suất là 0,1%. Quy kết lũ lụt ở Trịnh Châu cho vấn đề xây dựng thành phố bọt biển là một sự hiểu lầm về kiểu thành phố này. China Science Daily dẫn lời giáo sư thủy văn Yuo Keating của Đại học Trịnh Châu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao thành phố bọt biển thất bại trong đợt mưa lũ này? Chen Qianhu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thành phố bọt biển của Đại học Công nghệ Chiết Giang cho rằng đợt mưa lũ ở Hà Nam hiếm gặp và không thể giải quyết chỉ bằng cách xây dựng thành phố bọt biển. Chen nói thêm, dựa trên phân tích kỹ thuật, thành phố bọt biển có thể giải quyết các vấn đề nước mưa từ thấp tới trung bình, trong khi đợt mưa lớn ở Hà Nam vượt quá khả năng xử lý của hệ thống. Cơn mưa ở Trịnh Châu rất hiếm gặp và thảm họa xảy ra không liên quan gì đến việc xây dựng thành phố bọt biển, ông nói. Theo Cục Khí tượng Trịnh Châu, từ 20 giờ ngày 23 tháng 9 đến 20 giờ ngày 24 tháng 9, lượng mưa trong 3 ngày ở thành phố này đã đạt mức 617,1 mm, gần bằng tổng lượng mưa trung bình của cả năm. Lượng mưa hàng giờ và lượng mưa một ngày cũng vượt kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Trịnh Châu được thành lập năm 1951. Khi đối mặt với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp bổ sung cho thành phố bọt biển, như xây dựng hệ thống ngầm sâu hơn để trữ nước khi trời mưa lớn và bơm trở lại nước vào sông hồ trong những khô hạn. Hệ thống thoát nước hoàn thiện hơn cũng là giải pháp cơ bản để tránh ngập úng. Thưa quý vị, Giang Nam và Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt, lở đất và sạt lở đất nghiêm trọng. Gần đây, hầu hết các khu vực phía Nam vẫn có mưa lớn dẫn đến lũ lụt, lở đất và sạt lở núi nghiêm trọng. Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 1,432 triệu người tại 5 tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông và Giang Tây. 42 người chết, 36 người mất tích và hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 2,04 tỷ nhân dân tệ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Chen Lei cho biết, tình hình lũ lụt ở miền Nam có 4 đặc điểm chính. Một là lượng mưa lớn, lượng mưa từ 80 đến 150mm. Thứ hai, quá trình mưa kéo dài và có 14 đợt mưa lớn liên tiếp ở Nam Trung Quốc. Thứ ba, các con sông vừa và nhỏ có lũ lớn và mực nước cao. Sông Mekong và Heyang, các nhánh của sông Xinjiang ở Quảng Tây, thượng nguồn sông Ganjiang ở Giang Tây và thượng nguồn sông Shanjiang ở Hồ Nam đã ngập vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, sông Yulong ở tỉnh Phúc Kiến có lũ vượt quá mực nước đảm bảo. Sông Linhui, một nhánh của sông Minjiang và sông Xinqiao, một nhánh của sông Yulong có lũ vượt quá kỷ lục lịch sử.
Chen Lei cho biết Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện rất coi trọng công tác phòng chống lũ lụt, yêu cầu sắp xếp lại và triển khai lại công tác phòng chống mưa bão, đồng thời nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt công việc phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 10 tháng 9 đến nay, cơ quan quốc phòng đã 5 lần ra thông báo. Vừa qua, cơ quan này đã 2 lần phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 của cơ quan quốc phòng, đến nay nâng cấp ứng phó lên cấp 3. Gần đây, 6 nhóm công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Tân Cương và những nơi khác để hỗ trợ các địa phương trong công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Ngày 14, tại thị trấn Sinh Khin, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, lũ lụt hoành hành và tràn vào nhà dân. Trong 2 ngày qua, mưa lớn đã đổ xuống quận Yanping và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở đất ở nhiều nơi ở Yanping và Suchang. Theo dự báo khí tượng, những ngày gần đây ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có quá trình mưa lớn. Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quốc phòng, các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm, tăng cường công tác dự báo cảnh báo sớm, tăng cường tham mưu, ứng phó khẩn cấp kịp thời, tăng cường công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đặc biệt tăng cường phòng chống lũ cho các hồ chứa, hồ thủy điện đang có biện pháp thi công đảm bảo an toàn trong mùa lũ. Tăng cường phòng chống sạt lở núi, sạt lở đất, thiên tai lũ quét và thực hiện các phương án cảnh báo sớm, phòng chống và tăng cường bảo vệ an toàn kè sông trong mùa lũ. Quan tâm chống lũ cho các sông vừa và nhỏ, tăng cường điều động khai thác các công trình thủy lợi, tích trữ, chống lũ kịp thời theo dự báo, đồng thời phát huy tối đa vai trò của các công trình thủy lợi trong phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình. Động đất ở thị trấn Đông Xiangkun, huyện Yaogao, tỉnh Sơn Tây. Thưa quý vị, vào lúc 22 giờ 57 phút ngày 19 tháng 9 đã xảy ra một trận động đất 5,5 độ Richter ở khu vực Xiangxitan, Sutuan, huyện Đại Đồng và thị trấn Đông Xiangkun, huyện Yaogao, tỉnh Sơn Tây. Và một trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 01 phút ngày 20 tháng 9 và một trận động đất 5,6 độ Richter nữa xảy ra lúc 2 giờ 20 phút. Vào lúc 18 giờ ngày 19, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Subao, huyện Đại Đồng. Tính từ đầu năm đến ngày hôm nay, cả nước đã xảy ra 4.125 trận động đất, trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 5 độ đến 6 độ Richter, 16 trận động đất mạnh từ 4 đến 4,9 độ Richter và 79 trận động đất mạnh từ 3 đến 3,9 độ Richter. Khu vực tâm chấn cao nhất với cường độ là 8 độ Richter. Trận động đất đã làm hư hại các thành phố và quận như Đại Đồng, Dương Cao, Hunyan và Quảng Lĩnh ở tỉnh Sơn Tây, Dương Nguyên ở tỉnh Hà Bắc và Phong Trấn ở Nội Mông ở các mức độ khác nhau, làm 17 người thiệt mạng. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, đồng thời cũng là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở vành đai địa chấn Sơn Tây kể từ trận động đất Kinh Lu năm 1815. Tính đến ngày hôm nay, số trận động đất lên tới 6.802, kèm theo đó là 4.999 trận động đất có cường độ dưới 1,0 độ Richter, 1.563 trận động đất dưới 1,0 độ Richter, 1.563 trận động đất từ 1,0 đến 1,9 độ Richter, 138 trận động đất từ 2,0 đến 2,9 độ Richter, 78 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter và 4,0 đến 4,9 độ Richter. Trong đó có 18 trận động đất từ 9 độ Richter, 5 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter và 1 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter. Khu vực cảm nhận được của trận động đất có đường kính 500 km từ vịnh Bột Hải ở phía đông, Tế Ninh ở Nội Mông ở phía bắc, Trường Trị ở tỉnh Sơn Tây và An Dương ở Hà Nam ở phía bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân ở phía đông và Bao Đầu ở Nội Mông ở phía tây. Thái Nguyên thủ phủ của tỉnh Sơn Tây có rung chuyển mạnh nhất. Tại khu vực có cường độ 8 độ Richter, cuộc điều tra vĩ mô của Bộ phận động đất cho thấy tâm chấn vĩ mô của trận động đất này nằm ở làng Bao, thị trấn Xian Tian, huyện Đại Đồng. 32% nhà ở bị sập, 41% hư hỏng nặng, 14% hư hỏng vừa và 12% hư hỏng nhẹ. 5% nhà kết cấu gạch gỗ hư hỏng nặng, 6% hư hỏng vừa, 45% hư hỏng nhẹ và 44% về cơ bản còn nguyên vẹn. Các vết nứt trên đập, cống dẫn nước và ống khói cao.